quen. Chương trình giải trí phá thân nghệ thuật hàng đầu Việt Nam đã quay trở lại. Gần một thập kỷ qua, ngoài sứ mệnh mang đến một chương trình chất lượng và uy tín, Gương mặt thân quen còn trở thành bệ phóng thành công cho hàng loạt tên tuổi làng giải trí. Năm 2022, đường đua dành cho các tài năng nghệ thuật với hàng loạt thay đổi hấp dẫn. Lần đầu tiên, cựu thí sinh chương trình Hòa Minzy trở thành giám khảo xuyên suốt cùng giám khảo MC Đại Nghĩa. Phiên bản song ca với người hướng dẫn là một nghệ sĩ trưởng thành đồng hành cùng một nghệ sĩ nhỏ tuổi, gấp đôi sự hấp dẫn. Và đường đua sẽ càng khắc nghiệt khi các huấn luyện viên người lớn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Những căn phòng cảm xúc thoải mái, lo lắng và mạo hiểm giúp các đội thi thoải mái bộc lộ tâm tư của mình. Và giải thưởng tôn vinh tài năng của những chuyên gia hóa trang hàng đầu, truyền cảm hứng cho các nghệ sĩ thầm lặng luôn đứng phía sau ánh đèn sân khấu. Nguồn năng lượng tích cực từ các thiên thần nhí. Nói chung là đi thi là mình phải có thử thách. Lúc mà tập thầy Trung phải copy theo con. Bây giờ cuối cùng ai là huấn luyện cho ai? Tài năng biến hóa kinh ngạc. Chú Nghĩa đứng hình luôn. Nó không thể tiến nổi. Không thể rời mắt được khỏi tiết mục này. Chắc chắn là đây là một tiết mục rất thành công của năm 2022, Gương mặt thân quen phiên bản song ca. Còn bây giờ, xin chào đón đường đua nghệ thuật Gương mặt thân quen 2022 cùng MC Long Chun. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca. Tôi là Long Chun, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Gương mặt thân quen năm nay. Chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc và đầy dẫy những sự bất ngờ. Và đương nhiên, mỗi mùa Gương mặt thân quen quay trở lại với quý vị sẽ có những cái điều khác biệt so với những mùa trước. Một trong số những cái điều khác biệt đó chính là năm nay chúng tôi sẽ có một vị mentor kết hợp với một bạn thí sinh nhí. Và cả hai sẽ cùng hóa thân để đem lại cho quý vị những tiết mục vô cùng đặc sắc, những bất ngờ, những cái sự thú vị mà chúng ta không thể nào mà đoán trước được. Và một thành phần không thể thiếu trong chương trình đó chính là các giám khảo của chúng ta. Năm nay chúng ta sẽ gặp lại giám khảo nào đây? Đầu tiên, Long Chun xin mời giám khảo, MC, diễn viên Đại Nghĩa. Giám khảo, ca sĩ Hòa Minzy. Giám khảo khách mời, ca sĩ Lương Bích Hữu. Chào mừng tất cả các quý vị ban giám khảo ngày hôm nay đã đến với chương trình Gương mặt thân quen số đầu tiên của mùa 2022. Anh Đại Nghĩa thân mến, sau 2 năm quay trở lại với ngôi nhà Gương mặt thân quen thì hiện tại cảm xúc của anh như thế nào ạ? Anh luôn luôn cảm thấy rất là vui. Chúng ta đến đây chúng ta không có bị áp lực. Ở đây là một cái sân chơi dành cho những anh em nghệ sĩ hoặc là những bạn nhỏ có niềm đam mê ca hát. Và đặc biệt là các bạn ấy có khả năng thay đổi để biến mình trở thành một nhân vật nào đó. Cho nên đến đây là mình có cảm giác là mình được thưởng thức và mình vui với tất cả những anh em đồng nghiệp của mình. Thế còn Hòa ơi, dạ. Năm nay chúng ta quay lại với một cương vị hoàn toàn mới thì cảm xúc của Hòa ra sao nào? Mỗi lần mà cái âm nhạc của Gương mặt thân quen vang lên thì cái cảm xúc trong trái tim nó cứ bịch á. Thì đến là rất là lâu rồi mới quay trở lại Gương mặt thân quen. Cái cảm xúc lần này nó khác hơn một chút, là mình cảm thấy hãnh diện hơn rất là nhiều. Bây giờ mình đã đứng trên cương vị là một ban giám khảo thì vô cùng hãnh diện và cảm ơn Gương mặt thân quen rất là nhiều. Và chúc cho tất cả mọi người thật là thành công. Cảm ơn Hòa Minzy rất là nhiều. Và vị giám khảo cuối cùng là chị Lương Bích Hữu, là một tượng đài âm âm nhạc trong tuổi thơ của những cái thế hệ 9X như em với cả Hòa. Hữu xin chào tất cả các bạn khán giả. Các nãy giờ Hữu ở phía sau á, là cánh gà đã nghe các bé đang luyện thanh, luyện rất là to luôn, cho nên Hữu rất là nôn nóng muốn biết được lát nữa các bạn sẽ diễn cái gì, Hữu sẽ được thưởng thức cái gì, cho nên là không nói nhiều hơn nữa, Hữu chỉ muốn được xem nhiều hơn. Và Hữu xin gửi lời động viên cho các bạn là các bạn hãy cố lên nha. Dạ, cảm ơn những vị giám khảo rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng về vị trí để chờ đón màn trình diễn vô cùng đặc sắc từ những thí sinh ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với đội thi đầu tiên. Hãy cùng chờ đón xem họ là ai nhé. Đội đầu tiên sẽ trình diện tại Gương Mặt Thân Quen, phiên bản song ca chính là đội Búp Bê Hay Cười. Huấn luyện viên ca sĩ Phượng Vũ là chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng trong chương trình Giọng Hát Việt 2015. Phượng Vũ tham gia Gương Mặt Thân Quen mùa thứ 5 và được khán giả yêu thích bởi chất giọng nội lực. Thí sinh Khả Hân nhận được rất nhiều sự yêu mến sau màn xuất hiện tại chương trình Thiếu Lâm Vũ Trụ nhí. Nữ hoàng ứng xử Khả Hân nghịch ngợm, lém lĩnh, luôn hết mình trong mọi thử thách. Đội Búp Bê Hay Cười sẽ hóa thân thành nhân vật nào đấy? Với nhân vật Tones and I, huấn luyện viên Phượng Vũ và Khả Hân đã chọn căn phòng nào để bày tỏ những suy nghĩ của mình? Phòng thoải mái. Chào mừng bạn đã đến với phòng thoải mái. Hãy dành thời gian này để nghỉ ngơi và chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hôm nay nhé. Tặng bạn một chiếc ôm thật ấm áp. Tặng cô một chiếc ôm thật ấm áp nào. Yeah. Biết ngay là Khả Hân sẽ chọn phòng này mà. Chính ra hai cô trò mình ấy, chọn cái bài này ấy, rất là vui đúng không? Mà cái vui đầu tiên con thích đó là do cô đó có thân hình giống con vậy nè. Yeah. Và rất là dễ thương giống Khả Hân nữa. Khả Hân có biết rằng là trong cái tiết mục này cái phần khó khăn nhất của cô trò mình là cái gì không? Tôi nghĩ là hơi thở khi mà mình hát á, kiểu như là mình vừa nhảy mà mình vừa hát á. Đúng rồi. Kiểu cái hơi thở của mình nó không có được đều á. Đúng rồi. Thứ nhất là mình sợ bị cụt cái từ. Thứ hai là tại vì Khả Hân có một cái chất giọng rất là khàn khàn. Thế mà cô Tôn này ai này, giọng cô lại rất là cao và trong nhỉ, như giọng em bé. Thế thì cái tuần này ấy, chúng mình phải tập luyện thật là kỹ. Và lên sân khấu mình phải thật tập trung. Nhớ chưa? Phải cố gắng. Phải cố gắng, đúng rồi. Nào, lên, cố lên nào. Yeah. tràng pháo tay thật lớn cho Phượng Vũ và bé Khả Hân. Dạ con xin chào ban giám khảo, quý vị khán giả. Con tên là Khả Hân, nickname là Misa, nên mọi người hay gọi con là Misa Khả Hân. Sở thích của con là ca hát, nhảy múa và đặc biệt là ăn. Con có thể ăn tất cả mọi thứ và bất cứ lúc nào, nhưng mà con không ăn được bù tạt với lại ớt rồi. Đó, không cần hỏi nha. Chưa hỏi. MC là chưa kịp nói gì luôn á, mà con là tự nói hết luôn. Không biết là hiện tại thì các vị giám khảo thấy như thế nào ạ? Mời chị Lương Bích Hữu. Đầu tiên á là thấy trời ơi, tại sao lại có thể có một cái tiết mục hay như thế? Trời ơi, làm sao con có thể làm được điều đó? Dạ con cảm ơn cô. Mà con á, con hỏi thiệt nha, cái bộ râu của con có làm cho con cản trở để con hát không? Lúc mà con đang make up thì mấy cô làm lúc đó con chưa có quen á, thì con cảm thấy nó hơi ngứa xíu, cái lát sau nó quen rồi. Chú Nghĩa biết nha, bé Khả Hân khi mà không có hóa trang á nhìn xinh lắm luôn. Đó, nhưng mà hôm nay khi con hát cái bài này nè, con phải hóa trang thành cái cô này, rồi phải giống như là giả thành một người đàn ông, rồi đeo râu, rồi đội tóc, che hết trơn cái mặt luôn. Con có thích không, hay là con thích mình sẽ phải lúc nào cũng xinh đẹp giống như bình thường? Nói chung á là đi thi là mình phải có thử thách. Trời ơi, đúng rồi, tinh thần nè, chiến đấu với thử thách đó mình mới trưởng thành. Con quen chú Nghĩa là từ lúc con 4 tuổi mấy à, cho tới bây giờ hả, con thành ông già luôn rồi, mà chú Nghĩa sao chưa nhà nữa. Trời ơi, 10 điểm, 10 điểm, 10 điểm. Bạn là nhất. Năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay là con 10 tuổi rồi. Rồi là 6 năm rồi đó. Rồi, tức là trước đây thì anh đã từng gặp bé Khả Hân trong những chương trình khác. Lúc đó bé còn nhỏ xíu à. Và anh biết rằng bé là một cô bé rất là lanh và xinh xắn. Cho nên hôm nay khi mà nhìn con với một cái diện mạo nó khác hoàn toàn như vậy, cho nên là chú Nghĩa hơi thắc mắc chút xíu. Có một cái điểm mà không thấy khác thôi nha. Con biết là gì không? Dạ biết. Là gì? Bụng bự. Không, không phải. Cái điểm mà bé Khả Hân hồi 4 tuổi với bé Khả Hân 10 tuổi bây giờ không khác nhau là giọng vẫn khàn nha. Khi mà bé nói chuyện với mình là nghe giọng bé hơi khàn khàn. Đúng. Nhưng khi bé hát cái giọng này rất là trong. Đúng. Khác hẳn luôn. Mà nãy con nói là con rất là thích ăn. Vậy thì trong lúc mà tập luyện cô Phượng Vũ có cho con ăn không? Nói chung là lo tập luyện rồi à, tập xong cái với bắt đầu mạnh ai nấy ăn. Mạnh ai nấy ăn. Em nghe là em cứ tưởng mà là bình thường mà con đi tập là con cứ tập trung tập thôi mà còn quên ăn, nhưng hóa ra là khi tập xong là mạnh ai đã ăn ra. Phượng Vũ ơi, khi quay trở lại mà với một cái vai trò khác đi so với lần trước, mà đặc biệt cái cô này thì cô quá lanh đi, nó làm cho em cảm thấy thế nào? Ban đầu ấy thì em cũng rất là lo lắng, tại vì em chưa có kinh nghiệm với trẻ con. Nhưng mà mỗi lần tập với bé là em không thể tập nổi, vì nhìn đến cái mặt bé không thôi đã mắc cười. Anh quá là lanh luôn anh ạ. Nãy giờ là mình hỏi thăm bé, mình khen bé nhiều rồi, nhưng mà chắc chắn là Khả Hân ơi, con cũng muốn nghe các cô chú đây góp ý một chút về tiết mục này của mình đúng không? Dạ đúng rồi, con cần góp ý để con có kinh nghiệm tập sao con làm giỏi hơn. Ôi, giờ con muốn nghe ai trước nè? Cô Hòa Minzy. Hình thức á, là mình đã rất là cố gắng rồi. Chị Phượng là chuẩn bị cho bé là rất là giống rồi, đánh giá rất là cao. Còn về giọng hát, cô chỉ muốn con là một vài cái nốt cuối khi mà cô ấy hát thì cô sẽ đẩy cái giọng của mình lên. Ví dụ như là thì nó đẩy lên rất là rõ. Tại vì khi mình sung quá thì mình sẽ bị quên một xíu. Nhưng mà thì lần sau nếu mà mình có làm một nhân vật khác mà họ có những cái điểm đặc biệt như thế thì mình đã cố gắng làm tốt rồi, thì mình làm cố gắng tốt nhiều hơn. Dạ. Hôm nay là hai cô cháu á, để chuẩn bị cho cái phần thi này thì về cái phần hóa trang ấy mình có phải làm lâu không? Dạ cũng lâu, chắc tiếng mấy, 2 tiếng. 2 tiếng à? Thế trong lúc đấy ví dụ mà con đói bụng đi thì con ăn uống là con vẫn phải đeo nguyên cái râu này luôn đúng không? Con ăn vậy nè. Ồ, hôm nay trưa nay con ăn món gì? Dạ con ăn cơm mắm bún. Ôi trời ơi, có khi nào mà hát mà tự nhiên mình đang biểu diễn mà tự nhiên mình lại thấy thoang thoảng mùi mắm ruốc qua không con? Không, con xúc miệng rồi. Xúc miệng rồi hả? Là ăn là không bị vương, ngồi đây là rất cẩn thận đúng không ạ? Xin cảm ơn ý kiến của tất cả các vị các ban giám khảo. Và ngày hôm nay thì thực sự là đã rất bùng nổ với bé Khả Hân và Phương Vũ. Xin cảm ơn hai thí sinh của chúng ta rất nhiều. Một tràng pháo tay thật lớn nữa. Trước khi đến với tiết mục tiếp theo, xin mời quý vị cùng giải lao trong giây lát. Đội thi tiếp theo có mặt trên chặng hành trình của Gương mặt thân quen 2022 phiên bản song ca là đội Bình Phong. Huấn luyện viên ca sĩ Đặng Thái Bình từng chinh phục cả 4 huấn luyện viên tại Giọng hát Việt 2018 khi chỉ mới 18 tuổi bằng giọng hát nội lực, đầy biến hóa. Huấn luyện viên Đặng Thái Bình hứa hẹn sẽ mang lại những màn hóa thân nhiều màu sắc và bất ngờ. Thí sinh Nam Phong. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Nam Phong sớm bộc lộ khả năng ca hát và múa từ nhỏ. Ẩn sâu bên trong vẻ ngoài nhút nhát là một cậu bé nghịch ngợm và cá tính. Huấn luyện viên Đặng Thái Bình và bé Nam Phong sẽ hóa thân thành nhân vật nào trong chặng đua đầu tiên của Gương mặt thân quen 2022? Với thử thách hóa thân và một giọng ca đầy nội lực, đội Bình Phong sẽ lựa chọn căn phòng nào để bày tỏ những suy nghĩ của mình? Phòng mạo hiểm. Chúc mừng bạn đã dũng cảm chọn phòng mạo hiểm để có thể thử thách và trưởng thành hơn. Hãy chia sẻ cùng mình những cảm xúc của bạn trong quá trình luyện tập để hóa thân thành nhân vật trong tuần này. Sau đó, đứng lên và chọn một lá thăm để nhận thử thách của mình. Đừng quên là liều ăn nhiều. Hoàn thành thử thách trong tuần này, bạn sẽ có cơ hội bước vào căn phòng tự hào dành cho những người chiến thắng. Với 3 lần lựa chọn và vượt qua thử thách, bạn sẽ nhận được chìa khóa bước vào phòng tự hào. Mạnh mẽ lên, phòng bảo hiểm luôn bên bạn. Bước vào căn phòng này thì mình thấy rất là ngọt ngào và rất là cực kỳ thoải mái, giống như là cái cảm xúc của mình hiện tại vậy đó. Lúc nãy giờ mình kiếm Phong hoài không có ra mà không biết là Phong đang ở cái phòng nào nữa. Thì khi mà hai cô trò tập với nhau thì Phong cũng bảo là ôi icon này rất là dễ, cho nên là không biết nãy giờ Phong đi đâu mà kiếm hoài không có ra gì ta. Trời đất ơi, con đây rồi. Có một món quà tặng cho cô nè. Ủa gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy con? Con viết thư cho cô hả? Gì vậy? Đúng rồi. Con muốn vào phòng mạo hiểm để nó thử thách bản thân hơn. Sau này con sẽ vừa tay lên và chọn. Mất sắp thêm một bài khác. Mấy giờ mình đi qua phòng lo lắng nha. Đi lo lắng đi con. Lo lắng đi. Lo lắng rồi. ở cuối vườn vắng ngồi xem nắng mưa. Bài hát nào đây mà nghe rất âm thầm, trầm lắng lời hát khu vườn của tôi. Dùng hai từ là xuất thần cho huấn luyện viên Thái Bình và Phạm Nam Phong. Không biết là ban giám khảo như thế nào chứ Long Chun ngồi ở dưới là da gà da vịt là nổi dần dần luôn với cả hai cô cháu. Anh Đại Nghĩa, anh đang cảm thấy như thế nào? Em biết là anh đang có rất nhiều điều muốn nói ạ. Nam Phong cất cái câu hát đầu tiên thôi, chú Nghĩa quay qua thấy cô Lương Bích Hữu nổi da gà. Wow, đổ gục, chú Nghĩa đứng hình luôn, không thể rời mắt được khỏi tiết mục này. Nhân vật Tùng Dương không phải là một nhân vật để chúng ta dễ có thể hóa thân được. Nếu như chúng ta chỉ ra sân khấu và múa như thế này không thôi thì nó chỉ là mình sao chép cái bên ngoài. Mà ở đây khi anh Tùng Dương anh múa như vậy có nghĩa là anh đang nhập tâm, anh thả hồn vào trong cái bài hát. Và Nam Phong thì chú nhìn thấy con cũng đã bắt được cái thần đó. Con cũng đang thật sự con phiêu cùng với âm nhạc, không phải chỉ là động tác hình thể mà còn trên cái gương mặt của con. Không cần biết là mình có đẹp hay không, tôi đang hát một cái bài hát đầy cảm xúc và tôi để thả hết cái cảm xúc của mình và cái hồn của mình vào trong nhân vật. Và đó là cái điều mà làm cho chú cảm thấy chú rùng mình khi xem con diễn. Và nhất là khi cô Thái Bình này nữa, ôi trời đất ơi, thí sinh đã giỏi mà huấn luyện viên cũng phải giỏi luôn đúng không? Quá giỏi. Mà chọn một bài hát cực kỳ khoe được cái giọng của con, đó là quan trọng nhất nữa. Quá tuyệt vời. Cái bài hát này lúc của con chọn luôn hay là của cô Thái Bình? Bài hát này là do cả con cả cô đều cùng nghĩ ra trong cùng một lúc. Bài rất khó luôn Hữu ha. Mà anh nghĩ ơi, cái ánh mắt của chị Hồng Nhung á, cái ánh mắt mà vừa hát vừa cười mà cái trời miệng... ơi cái miệng nó tròn dữ lắm em ơi, o tròn như quả trứng gà là đó đó, chữ nào là ra chữ đó luôn. Em cũng đang thắc mắc là không biết là chị có trườn bò trên sân khấu giống như những gì em được xem, bởi vì những cái động tác đó nó không phải là lăn như bên này lăn bên này mà nó còn phải như này, nó còn phải như này đúng không chị? Nhưng mà khi em nghe cái giọng cất lên và cái miệng hát em thật sự không thể tin nổi, bởi vì là giọng của chị Hồng Nhung thì nó thiên về cái hướng là hát, phát âm thanh ra từ cái vòm họng này, chứ không phải là ở cổ họng, cũng không phải là ở bụng, mà là ở cái vòm họng phát ra. Mà khi mà tất cả những âm thanh mà chị phát ra thì là hát thẳng luôn, chứ không phải là hát giọng pha hay là giọng gì hết. Da 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 là như thế luôn. Và chị Thái Bình đã nghiên cứu quá là kỹ. Nói tóm lại là ngày hôm nay á, chúc mừng hai cô trò vì đã đem lại một phần trình diễn rất là tuyệt vời và làm cho khán giả rất là hào hứng ở bên dưới luôn. Vâng thưa quý vị, và đây chính là Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca của chúng tôi. Và quý vị biết không, chắc chắn là còn rất nhiều phần trình diễn vô cùng thú vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Và họ sẽ hóa thân thành ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Baby Shark, cặp cá mập dễ thương. Huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc là đội thi thứ 3 của Gương Mặt Thân Quen 2022. Huấn luyện viên diễn viên Trịnh Tú Trung. Trịnh Tú Trung là một diễn viên đa tài của màn ảnh Việt. Cùng với khả năng diễn xuất và khiếu hài hước của mình, anh còn được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như quản lý nghệ sĩ, stylist, nhạc sĩ, nhà sản xuất phim. Trong lần xuất hiện lần này, chắc chắn huấn luyện viên Trịnh Tú Trung sẽ đem đến cho thí sinh của mình những bài học và kinh nghiệm vô cùng quý giá qua từng tuần thi. Thí sinh Bảo Ngọc. Chú cá mập con 10 tuổi, Bảo Ngọc là một ẩn số đầy bất ngờ tại Gương Mặt Thân Quen 2022 phiên bản song ca. Ngoan ngoãn, dễ thương nhưng cũng vô cùng quyết tâm và bứt phá. Huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc sẽ phải hóa thân thành nhân vật nào trong chặng đua đầu tiên? Với nhân vật là ca sĩ đầy màu sắc Katy Perry, liệu có phải là một thử thách khó khăn? Hãy cùng đội Baby Shark bước vào các căn phòng cảm xúc. Trời, thì ra con cũng ở đây hả? Dạ. Trời ơi. Tại vì bài này con thấy nó hơi khó. À, thầy hiểu rồi. Ý là khó với con ở đây là chúng ta phải vừa hát vừa nhảy đúng không? Và ở trên sân khấu thì rất là đông người, mà bên cạnh đó mình cũng phải thay trang phục một cách liên tục và phải tạo được bất ngờ cho người xem nữa. Nói thật luôn là thầy chưa bao giờ nhảy múa nhiều như thế này luôn á. Nên là hy vọng là hai thầy trò mình sẽ cùng nắm tay nhau và làm thật tốt nhân vật của tuần này. Mới là tuần đầu tiên thôi mà hồi hộp quá đi nè. diễn rất nhiều màu sắc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các bạn dancer rất là nhiều ạ. Lần đầu tiên ở trên sân khấu Gương Mặt Thân Quen, chúng ta được diện kiến Katy Perry phiên bản nhí và một phiên bản hơi lạ. Dạ. Không hiểu là anh cảm thấy như thế nào về cái tiết mục ngày hôm nay ạ? Cả ban giám khảo đều rất là trông chờ khi biết rằng là hai chú cháu là sẽ hóa thân thành nhân vật Katy Perry. Bởi vì cô Katy Perry này được mệnh danh giống như là tắc kè hoa vậy đó. Cô ấy luôn luôn biến đổi và cái phần trình diễn luôn luôn hấp dẫn, nhiều màu sắc. Thì quả thật là không uổng công cho cái sự chờ đợi của ban giám khảo. Quá thông minh nữa, những cái lúc mà thay đồ á, những cái tiết mục đó thực sự là làm sao để có thể nghĩ ra được là cái cách thay đồ mà nó anh như thấy vậy. Rằng ở đây Trịnh Tú Trung có một cái chiêu chiêu rất là hay nha. Là bởi vì trong clip gốc thì cô Katy Perry có một mình cô thay hết đúng không? Còn ở đây bé Bảo Ngọc còn nhỏ mà, lỡ như mà con làm không kịp thì sao? Lúc đó chú Trung đi lởn vởn, đi lãng vãng, tạo sự chú ý vào anh em đó, đi lởn vởn và đi lãng vãng phía trên, làm cho mọi người mình bị tức con mắt. Đó là cái chiêu, là cái chiến thuật bảo toàn. Bé Bảo Ngọc thân mến, thì sau cái phần thi ngày hôm nay thì con có cảm thấy hài lòng hay không? Dạ có, con rất là vui và hãnh diện về mình. Và cũng rất là vui cho thầy Trung. Vui cho thầy Trung. Sao vậy con? Tại sao con phải vui cho thầy Trung? Lẽ ra thầy Trung phải vui cho con mới đúng chứ. Mà tại sao con vui cho thầy Trung nè? Dạ tại vì con thấy lúc mà tập á, thầy Trung phải copy theo con. Copy theo con. Ủa? Xí. Ai là người dẫn đây? Bây giờ cuối cùng ai là người huấn luyện cho ai? Đây là huấn luyện viên, còn đây là nhà đầu tư. À đúng rồi, anh nói đi. Không, thật sự là đúng như vậy à. Tại vì cứ mỗi lần tập là em luôn dặn Bảo Ngọc là con phải thực sự cố gắng nha. Mà em có cố gắng không? Dạ có. Bài thì vẫn phải thuộc bài phần của con đâu, phải thuộc luôn phần của thầy nữa, tại thầy nhí theo con đó. Con làm gì thầy làm cái đó đó. Con phải nhớ bài, phải nhớ rất kỹ, không có được quên. Chia sẻ với mọi người là em nhận lời tham gia cuộc thi này là cũng vì em thấy có Bảo Ngọc, vì em cảm giác được là ngay từ đầu tiên khi mà em nói là em nhận lời thì mọi người đều nói nhìn nó là giống nhau, cái này em nói thiệt. Xong rồi em cảm giác rất là yêu cô bé này. Thật ra là Ngọc không ở thành phố Hồ Chí Minh nè, Ngọc ở rất xa, Ngọc ở Cần Thơ lận, nên mỗi lần mà đi lên đây tập luyện thì nó rất là khó khăn. Và mẹ cứ thấy cảnh mà ba mẹ rồi chở theo Ngọc, rồi chở theo một đứa em nhỏ nó mà đi tập hết ngày này qua ngày nọ, mình cảm thấy rất là thương. Nên thật sự là những gì mà Bảo Ngọc thì trên sân khấu là cái điều mà em đã thật sự rất là cố gắng. Vâng, xin chúc mừng huấn luyện viên Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Quý vị thân mến, như vậy là một tiết mục rất nhiều màu sắc đã được thể hiện ở trên sân khấu. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một nhân vật vô cùng đặc biệt, đó là nữ ca sĩ Lệ Quyên. Trước khi gặp gỡ nữ ca sĩ Lệ Quyên, hãy cùng giải lao trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Tham gia vào chặng hành trình trưởng thành của Gương Mặt Thân Quen 2022 đội CL. Huấn luyện viên, biên đạo, ca sĩ Phạm Lịch xuất sắc giành ngôi vị quán quân tại Gương Mặt Thân Quen 2020. Trong lần trở lại này, huấn luyện viên Phạm Lịch hứa hẹn sẽ mang trở lại những màn hóa thân bùng nổ, cháy hết mình cùng với thí sinh của mình. Thí sinh Khánh Chi, cô chị cả trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, Khánh Chi đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật. Nhận được sự ủng hộ hết mình từ gia đình, Khánh Chi tự tin rằng không có khó khăn nào có thể cản bước cô bé trên con đường chinh phục những thử thách của Gương Mặt Thân Quen 2022. Đội CL sẽ phải hóa thân thành nhân vật nào đây? Hãy cùng đội CL bước vào các căn phòng cảm xúc để lắng nghe chia sẻ của họ. Phòng thoải mái mọi người ơi. Ủa thì cho hỏi là bé Chi đang ở phòng nào ạ? Khánh Chi đang ở phòng lo lắng. Trời, Chi ở phòng giống như gì? Học trò thì ở phòng lo lắng, của mình ở phòng thoải mái nghe. Của bé nó hơi xa nhỉ, bây giờ đổi phòng được không? Cảm thấy có lỗi quá. Nhưng mà thực sự là vòng này thì Lịch cảm thấy khá là thoải mái. Tại vì khi mới bắt đầu gặp và làm việc với Chi thì mình cảm thấy bé Chi là một người rất là tài năng. Nên là nghiên cứu về các nhân vật rất là kỹ. Không hiểu sao cô bé này lại lo lắng ta. Cô Quyên thì lúc nào đi sáng đi cũng đỏng đành, xong rồi rất là điệu rất là sang, và con cảm thấy là con rất là khó khăn trong việc mà phải biết bắt chước theo cái dáng đi của cô ấy ạ. Chương trình có một món quà nhỏ để động viên tinh thần con. Hãy mở chiếc hộp bên cạnh và nhận quà nhé. Khánh Chi cố lên nhé. Cô biết Khánh Chi là một người rất tài năng và cô tin Gương Mặt Thân Quen sẽ là nơi con tỏa sáng. Đừng lo lắng con nhé, cô Lịch. Con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Hãy subscribe hơn nàng ai bốn dòng sơn trà, tình yêu cô hay măng trúc măng già. Cô đẹp quá, cô duyên dáng quá. Xin cảm ơn các vũ công rất nhiều ạ. Chị Lệ Quyên ở đằng xa xa kia, đấy váy đỏ đỏ đấy ạ, là Hòa Minzy, thì không biết là hôm nay chị Quyên có lời gì muốn nhắn nhủ đến Hòa Minzy không ạ? Hòa Minzy hôm nay đẹp lắm. Lệ Quyên cũng vậy. Từ đầu tiết mục là đã nổi da gà một lần. Cho đến cuối tiết mục nhận được hai cái oản này xong, chuẩn bị kết thúc tiết mục là nổi da gà lần thứ hai. Với những người mà sinh ra và lớn lên ở vùng quê ngoài Bắc Bộ á, thì đây là một nét văn hóa mà có lẽ là nó rất là thân quen. Dù bé còn nhỏ nhưng mà bé thể hiện cái nét văn hóa này nó rất là đẹp. Chắc chắn là đây là một tiết mục rất thành công của năm 2022 Gương Mặt Thân Quen phiên bản song ca. Con cảm ơn cô ạ. Thật sự quá rất là muốn nghe cái lời chia sẻ của con về cái quá trình tập luyện và huấn luyện viên Phạm Lịch đã chỉ cho con như thế nào, vì quá là xuất sắc. Riêng cái phần hát ấy là ngày đầu tiên mà gặp Khánh Chi là cực kỳ yên tâm luôn. Tại vì Chi rất là chuyên nghiệp và cũng tự có tính tự giác cao, nên là mọi cái vấn đề mà gọi là tìm hiểu về ca sĩ ấy, là Chi đã tự nghiên cứu rồi. Chỉ có riêng là giống như là đôi khi hát tập trung quá, thế là quên những cái mà tay, chân hay mắt, thì em hỗ trợ là chú Nghĩa, là cô Lịch đã làm mùa trước rồi, nên là biết là chú Nghĩa là siêu soi. Nên là cực kỳ phải tỉ mỉ từ cái ánh mắt hay là nụ cười hay là tay chân như nào, chú Nghĩa xem rất là kỹ, nên là cô nghĩ là ngày hôm nay nãy giờ cái lời khen dành cho con là nghĩ là nó là một kết quả rất là ngọt ngào rồi. Nhắc đến lời khen dành cho con thì cũng không thể nào nhắc thiếu cái lời khen mà dành cho cô Phạm Lịch được, bởi vì hôm nay hai cô cháu đã làm rất là tốt. Ca sĩ Lương Bích Hữu, chị cảm thấy như thế nào về cái tiết mục này? Và em thấy vừa nãy chị ngồi nghe rất là hăng say và chị rất là phiêu theo cùng, thì không biết là chị nghĩ như thế nào? Đầu tiên á là phải nói cảm ơn món quà của tiết mục này. Chỉ nghe qua thôi, có những cái tiết mục trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những cái tiết mục mà rất là đặc biệt nói về đến văn hóa Việt Nam. Cũng tò mò và cũng không biết là tiết mục đó sẽ như thế nào, và khi xem xong là hết hồn luôn. Quá hay, và đặc biệt giọng con cũng rất là đặc biệt và giống chị Lệ Quyên cực kỳ tuyệt vời quá. Cảm ơn em, cảm ơn bé. Trời ơi, bây giờ anh chuẩn bị nhận xét em mà em ăn như vậy thì làm sao mà nói ăn được? Trực tiếp luôn á hả? Còn anh nói thì mày phải bắt anh chứ. Để mani. Để mani. Nhưng mà bên đây anh đang nói mà em ăn, cái bụng mà nó sôi lên làm sao nói được? Trời ơi, thì tới đồ rồi. Em Hòa, chị đổi cái màu vàng được không? Đây là một cái tiết mục mà được đầu tư khá là chỉnh chu. Tất cả mọi cái luôn, từ cái... từ dàn dựng sân khấu và cho đến cả những cái người hỗ trợ xung quanh con, và đặc biệt là cô Phạm Lịch. Cô Phạm Lịch đã ngồi ở phía sau đóng vai mẹ, là bởi vì trong tiết mục này đúng là Lệ Quyên cô hát cùng với mẹ của cô thật. Mẹ của cô Lệ Quyên vốn dĩ là một nghệ sĩ chèo. Rất là nhiều người ngạc nhiên. Thì Lệ Quyên chia sẻ rằng là Lệ Quyên một lần muốn được đưa mẹ lên sân khấu lớn để biểu diễn cùng với mình. Và hôm nay Lịch đã chấp nhận ngồi ở vị trí phía sau để hỗ trợ cho bé, làm nền cho bé. Còn với Khánh Chi, hát với cái giọng thật của mình còn khó, huống hồ chi hát phải giả giọng của một người ca sĩ quá nổi tiếng như cô Lệ Quyên. Mà ở đây con lại làm được cái điều đó. Con hát ngay từ những cái nốt đầu tiên, những cái từ đầu tiên thôi là tất cả ban giám khảo vỡ òa. Wow, sao mà giống dữ vậy. Với một cô bé nhỏ như con mà để tạo được một cái âm vực nó rộng, rồi cái chất giọng nó đầy như vậy á, là cái chuyện không hề đơn giản. Rất khó. Và chưa kể là phải bắt chước làm sao cho cái gương mặt, cái thần thái nó cũng phải giống. Cái nét mà khán giả mà mê đắm Lệ Quyên trên gương mặt là cái đôi mắt của cô ấy. Cái đôi mắt kiểu lá răm á, lúc nào cũng lim dim mà vô cùng sắc. Con chỉ hơi thiếu một chút xíu cái thần sắc của đôi mắt như vậy thôi, là bởi vì ở độ tuổi của con mà để có thể có được một cái đôi mắt liêu trai như vậy thì là chuyện không dễ. Thì đó chỉ là một cái điểm mà mình thấy vẫn còn có một khoảng cách một chút, chứ còn là con đã bắt chước được cái giọng đặc trưng của cô Lệ Quyên. Chúc mừng hai cô trò nhé. Quý vị thân mến, nhân vật tiếp theo cũng là một nhân vật rất khó để giả. Chúng ta hãy cùng đón xem là các bạn ấy đã làm như thế nào nhé. chọn cho mình tên đội là Nội Tâm. Đội thi tiếp theo của Gương mặt thân quen 2022 là ai? Huấn luyện viên, ca sĩ, MC Quốc Bảo. Không chỉ là một MC tự tin, khéo léo trên sân khấu, Quốc Bảo còn sở hữu giọng hát trầm ấm và đầy nội lực. Huấn luyện viên đa tài này chắc chắn sẽ mang lại cho thí sinh của mình những kinh nghiệm trình diễn quý giá. Thí sinh Sỹ Luân sở hữu giọng ca giàu cảm xúc, gương mặt hồn nhiên cùng ánh mắt long lanh biết nói. Cậu bé Sỹ Luân là một trong những gương mặt nổi bật, để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả khi tham gia Đấu trường âm nhạc nhí 2022. Thử thách nào đang chờ đợi đội Nội Tâm trong tuần thi đầu tiên này đây? Hóa thân vào nhân vật nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, hai thầy trò đội Nội Tâm, Quốc Bảo và Sỹ Luân đang cảm thấy như thế nào? Hai chú cháu mình đứng mình chật phòng luôn á. Đọc đi. Bạn đã đến với phòng thoải mái. Hãy dành thời gian này để nghỉ ngơi và chia sẻ cảm xúc của mình trong ngày hôm nay nhé. Tặng bạn một cái ôm thật là ấm áp nào. Nghỉ ngơi, lấy mền đi ngủ đi. Vừa ngủ. Cái icon của chú Thành Lộc á cho con để mà hóa trang ở trong cái phần mục đó thì con thấy như nào? Thì con cũng Rồi ôi. Căng thẳng à? Lo lắm. Lần đầu tiên đúng không? Mình không có thể mà hài diễn cho giống. Đúng rồi. Được. Tại vì chú rất là mê. Hồi trước chú hay coi Ngày xưa nè. Hồi nhỏ con hay coi Ngày xưa không? Có. Còn cái đó là thời tuổi thơ của chú, phải nói là cái thời gian huyền thoại của chú, là cái lứa của chú là ai cũng coi Ngày xưa hết. Thì đây là một cái icon mà cả hai chú cháu đều rất là thích. Rất là thoải mái trong quá trình tập luyện, dù cho nó cũng có những cái khó của nó. Và cái áp lực của chúng ta là đây là cái vòng đầu tiên, cho nên là cũng muốn giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm nó chỉnh chu nhất. Và hy vọng tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ thật là nhiều cho cái nhân vật này của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cùng với Quốc Bảo và Sỹ Luân nha. Nên thôi, hôm nay được vô cái phòng thoải mái nghỉ ngơi, chúng ta dành chút xíu thời gian cho bản thân mình đi. Nghỉ ngơi nào, 3, 2, 1. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trong đó trồng cỏ nuôi bò và sẽ trồng hoa anh đào. Chỉ là mơ, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Nhiều lần ta chỉ muốn bay lên trời, ta sẽ ngồi mai dài chiếc áo dài và một chiếc xà rê ta tặng mặt trăng, một chiếc xà rê mắt gai và kim tuyến. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò và sẽ trồng hoa anh đào. Rồi sau đó hoa anh đào có mặt được trên mặt trời hôn dậy. Rồi sau đó ước mơ nói ra những tiền. Sao vậy? Nhiều khi muốn làm mà ta có làm được đâu. Ta buồn lắm, ta hối hận lắm, cho nên bây giờ ta quyết ta phải làm một cái gì đó. Chứ bằng chị, bằng em mới được. Phải làm thôi, ta phải làm thôi. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ. Nhiều lần ta chỉ muốn mây lên trời, ta sẽ ngồi may vài chiếc áo dài và một chiếc xà rê đã tặng mầm cầm, một chiếc xe mắc gai và kim tuyến. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Một ngày nào đó sẽ lên mặt trời, mình sẽ trồng rau trồng cỏ nuôi bò và sẽ trồng hoa anh đào. Rồi sau đó hoa anh đào có mọc được trên mặt trời hôn vậy. Rồi sau đó ước mơ nói ra nhục thêm. Sao vậy? Nhiều khi muốn làm mà ta có làm được đâu. Và ước mơ chỉ là ước mơ. Là cái chi chi để hở trời. Ôi buồn ghê, ôi buồn ghê, ôi buồn ghê, ôi buồn ghê, ôi buồn quá là trời. Trời ơi, sao tự nhiên chị ba mặc đồ y chang tôi vậy chị ba? Chị ba là ai vậy? Trời ơi, công tình chị ba nhảy múa đẹp lừng lẫy như thế mà không biết chị ba là ai hả? Chị ba giận quá, chị ba giận cưng, chị ba cặn cưng, chị ba cạp cưng. Trời ơi, thấy ghét chưa? Chị ba Sỹ Luân. Chị ba, chị ba cảm ơn mọi người. Dạ, hôm nay hai chị ba đẹp quá. Cảm ơn Lâm Chuông nha. Ôi vậy hả? Hôm nay hai chị em đi đâu đây? Cuối cùng lên được mặt trăng mặt trời gì chưa? Chị đi chợ. Đi chợ đi ngang qua thấy chị ba này nhảy vui quá qua hùa nhảy chung. Hai chị em đi chợ mặc đồ giản dị quá ha quý vị ha. Rồi nhìn rất là nền nã đó. Chị Lương Bích Hữu thì có nhận xét gì về hai phiên bản Thành Lộc đang đứng ở trên sân khấu ạ? Không có dám nhận xét chị ba đâu, sợ chị ba cạp rồi chị ba cắn. Chị ba hôn cưng, chị ba cảm ơn cưng. Thấy ghét à? Dễ thương ơi là dễ thương. Tại sao phải đợi cái đó? Trời ơi, đi chợ mình phải giản dị với cô. Cái này nó mới giản dị. Trời ơi, con đâu có lề lệ như mấy người kia đâu. Anh này kìa. Những cái nhận xét của anh sẽ rất là bổ ích cho các bạn ạ. Đây là cái vở chuyện Thần Tiên xứ Phù Tang. Và cái vai nữ thần của anh Thành Lộc á, được rất nhiều các bạn nhỏ yêu thích và hay mang vào trong những cái sân chơi hoặc là những cái phần trình diễn của các bạn ấy. Thì ngày hôm nay xem Sỹ Luân cùng với Quốc Bảo thể hiện lại cái vai này, nó làm cho bao nhiêu cảm xúc nó tràn về. Khi ngày xưa mình cũng diễn trong cái vở này. Nhưng mà hôm nay á, khi mà chú Nghĩa xem Sỹ Luân, khi mà hóa thân thành chú Thành Lộc á, thì chú Nghĩa nhìn thấy là Sỹ Luân giống như chú Đăng Nguyễn nhiều hơn. Tại cái gương mặt tròn tròn. Nhưng mà ngay kể cả cái câu mà chị ba hương cưng á, thì anh Lộc cũng không có nói mạnh như vậy. Chị ba hương cưng, chị ba cắn cưng, chị ba cạp cưng, chị ba hương cưng, chị ba hương cưng. Nói bằng cái giọng hơi nhiều hơn. Và trong cái phần hát cũng vậy. Thì bởi vì cái giọng của chú Lộc giọng dày, đục, cho nên là khi hát vẫn nghe ra là cái giọng đục và dày đó. Nhưng ở những cái chữ, những cái nốt cao thì chú Lộc cố tình hát cho nó bén. Thì hồi nãy Sỹ Luân làm được cái đó. Còn về phần hóa trang thì quá tuyệt vời. Cái phần hóa trang rất là đẹp luôn. Chúc mừng hai chú cháu nha. Thế còn cô Hòa Minzy, cô Hòa Minzy ngồi trầm ngâm thì hôm nay cô Hòa Minzy nghĩ như thế nào? Đầu tiên là khen con, bởi vì là biết sao không? Bởi vì con là người Nghệ An hả? Vâng ạ. Khi mà hát bài hát này con lại phải biến hóa cái giọng của mình. Con đã nghiên cứu rất là kỹ vùng miền, giọng vùng miền và đã thể hiện tốt điều đó, thì đó cũng là một cái mà chúng ta phải rất là đáng khích lệ. Nói về xét về mặt phần hóa trang á, thì đây là một trong những tiết mục mà được hóa trang phải là đẹp nhất từ trước đến từ đầu chương trình đến giờ. Có lời khen dành cho sự nghiên cứu cũng như là những sự cố gắng của hai chú cháu. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ ban giám khảo. Không, nhưng mà phải công nhận á, Sỹ Luân là một cái bé mà nhập vai từ rất sớm luôn nha. Ngay từ khi mà ngồi trong vòng hóa trang là Long Chun đã để ý rồi, ngồi soi gương xong trời ơi cái tóc này đẹp quá hết. Là con đã như vậy rồi, là chú đã để ý là con nhập vai từ lúc đó rồi đúng không? Thế những cái khó khăn khi mà con hóa thân thành chú Thành Lộc là những khó khăn như thế nào? Con chia sẻ cho khán giả nhé. Đầu thì con cũng không nói được tiếng Việt Nam đúng không ạ? Nhưng mà sau nhiều hôm nghiên cứu và nghiên cứu mình nói tiếng Việt Nam ra sao và hát ra sao thì con mới bắt đầu đỡ hơn, và cũng nhờ có công của chú Bảo giảng cho con để con có được ngày hôm nay. Chú Bảo la quá, chú Bảo la quá. Thực sự thì đây là một cái ca rất là khó. Đó là một cái nhân vật, đó là một cái nghệ sĩ rất là linh hoạt trên sân khấu, biến chuyển liên tục. Thì mới đầu cũng hơi lo, tại vì Sỹ Luân ngày trước thì đây là một cậu bé có giọng hát rất là nội lực. Nhưng mà về cái phần bắt chước á, thì hai chú cháu gặp nhau là phải cũng rất là cực, mấy tháng trời để mà chuốt từng cái. Có nhiều khi chú Bảo quạo, chú Bảo la hoài. Sỹ Luân cũng rất là buồn, cũng rất sợ, nhưng mà cũng rất là cố gắng. Đây là một cậu bé làm chừng nào được thì thôi. Vâng, và cảm ơn tiết mục vừa rồi, một tiết mục rất xuất sắc ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, hình tượng tiếp theo đảm bảo sẽ là một hình tượng mang đến cho quý vị rất là nhiều sự bất ngờ. Và sự bất ngờ đó là gì? Hãy cùng chờ đón xem. Đội thi cuối cùng của Gương Mặt Thân Quen không ai khác chính là hai cô gái đầy tự tin Kim Thành TDA và Gia Như của đội It Girl. Huấn luyện viên ca sĩ Kim Thành TDA, một người quen của đại gia đình Gương Mặt Thân Quen, Á quân Gương Mặt Thân Quen 2018, Kim Thành TDA trở lại với tinh thần của một chiến binh đầy quyết tâm và máu lửa. Huấn luyện viên Kim Thành TDA tự tin sẽ làm nên chuyện cùng đội It Girls của mình. Thí sinh Gia Như. Gia Như, cô bé đúng chuẩn con nhà người ta, khi vừa xinh xắn lại giỏi giang, tài năng nổi bật. Cô bé đã có kinh nghiệm chinh chiến tại các cuộc thi trong và ngoài nước, đặc biệt là bộ môn khiêu vũ thể thao, đạt nhiều thành tích đáng kể. Gia Như cũng đã gây ấn tượng mạnh tại vòng bán kết Asia Scott Talent 2019. Các cô gái It Girls sẽ hóa thân thành nhân vật nào trong tuần thi đầu tiên đây? Một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới đương đại. Hình tượng Blackpink liệu có gây khó khăn cho huấn luyện viên Kim Thành TDA và bé Gia Như? Cũng là một thử thách khá là khó khăn cho hai cô cháu mình. Bởi nào cô thấy cũng khó khăn. Dạ vâng. Còn phải bắt chước giọng và cái điệu bộ thì lại càng khó hơn. Thế nên là hai cô cháu rất là nỗ lực để mà cố gắng hoàn thành thật tốt phần thi của tuần này. Và đầu tư rất là nhiều thời gian để gặp nhau để mà tập luyện. Cũng hy vọng là sẽ nhận được nhiều số điểm cao đến từ ban giám khảo để hai cô cháu tiếp tục nỗ lực hết mình trong những live show tiếp theo. Để khích lệ tinh thần cho hai cô cháu, chương trình có một món quà nhỏ dành tặng cho Gia Như. Xin chào kẹo béo, không biết là em có cảm thấy bất ngờ khi xem được chiếc video này cùng với sự xuất hiện của chị ở đây hay không? Chị đã rất tiếc vì một số lý do không may mắn nên chị không thể đi cùng với em và cổ vũ cho em được. Chị biết là em đã trải qua một khoảng thời gian tập luyện vô cùng là vất vả và có không ít khó khăn. Tuy nhiên chị biết kẹo của chị là một cô gái rất là nghị lực nên sẽ chẳng có gì làm khó được em đâu. Chị chúc cho cô gái của chị sẽ luôn thật bình tĩnh, tự tin, chiến đấu với 200% công lực và sẽ luôn cố gắng hết mình nha. Ôi trời ơi đó. Che chở con trong những cái sự khó khăn và những cái rào cản mà con đang gặp phải, và chị lúc nào cũng là người mà luôn động viên tinh thần con và luôn cổ vũ con và luôn che chở con, bao bọc con để mà con ngày nào cũng trưởng thành hơn. Và con rất là biết ơn và rất là yêu thương chị gái của con. Em yêu chị rất nhiều. Mong là chị xem được video này. Em yêu chị rất nhiều. Các vị ban giám khảo như thế nào? Xin mời chị Lương Bích Hữu, người đã mong chờ tiết mục này từ đầu chương trình đến giờ ạ. Bé Gia Như nhảy rất là điêu luyện nha, mà động tác lắc eo lắc hông này nọ cũng rất rõ ràng luôn. Con chỉ còn thiếu một phần chút xíu về cái thể hiện, về cái cách hát nữa thôi là có thể đạt được 90 đến 100%. Dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn chị. Rất là bất ngờ với khả năng vũ đạo của Gia Như. Chưa bao giờ mà nghĩ là có một thí sinh tham gia Gương Mặt Thân Quen có thể thể hiện một màn vũ đạo của Blackpink lại đẹp và tuyệt vời đến như thế. Nhưng mà xét về thần thái, Lisa thể hiện về cái độ cool ngầu nhiều hơn là những cái nụ cười. Đấy, để khi với nhà test biết thế là Lisa sẽ thể hiện cái độ ngầu của mình nhiều hơn là nở nụ cười. Theo kinh nghiệm của cô Hóa thì mình khi mình đã hóa thân thành một nhân vật nào thì mình cứ tập trung vào thần thái và tất cả những đặc điểm, ưu điểm và nổi trội nhất của người đó, và mình làm từ đầu đến cuối. Nhưng mà tất nhiên là vì là sân khấu đầu tiên và như này là đã quá tốt rồi. Chúc mừng hai cô cháu. Cảm ơn những lời nhận xét của cô Hòa. Vậy còn giám khảo Đại Nghĩa, sau khi mà xem tiết mục này thì anh thấy như thế nào? Trong Gương Mặt Thân Quen, khi chúng ta thể hiện một nhóm nhạc, nó có cái ưu điểm là gì? Cả hai hoặc là có thêm những người bạn hỗ trợ cho mình hát bớt đi một chút xíu để mình sẽ đỡ mệt hơn, hòa cùng với nhau rồi nhảy cùng với nhau, nó sẽ rất là dễ tạo vào hiệu ứng cái nhìn. Nhưng nó sẽ có một điểm bất lợi, mình sẽ không có phân biệt được ai là ai, chỉ trừ khi mình phải thật là đặc sệt, thật là rõ nét của cái nhân vật mà mình đang thể hiện á, thì nó mới rõ và nó bật ra ngoài để cho khán giả thấy wow, đây là Lisa, kia là Jenny. Thì đó là cái ưu cũng như là cái nhược khi chúng ta phải hóa thân thành một nhóm nhạc là như thế. Nhưng mà nhìn chung ngày hôm nay với một cái tiết mục mà để kết cho một cái chương trình mà số đầu tiên nữa thì nó quá mãn nhãn mãn nhĩ rồi phải không ạ? Một tràng pháo tay dành cho hai cô trò Kim Thành, Gia Như. Quý vị thân mến, trước khi đến với phần quan trọng nhất trong buổi tối ngày hôm nay, đó là phần cho điểm từ ban giám khảo, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị thân mến, và quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen. Ngày hôm nay, giám khảo nữ ca sĩ Lương Bích Hữu sẽ đem cho chúng ta một phần quà vô cùng thú vị. Ngay bây giờ chúng ta hãy hướng mắt lên sân khấu để nghe những giai điệu rất bắt tai đến từ ca khúc Cún Yêu. Lăng quăng trong sân chơi đùa trăng phím áo lo luôn lên bên tai áo im khi tôi buồn vui nơi chân thon thon cuốn yêu mang tên Poppy. Yeah yeah. Khi tôi 20 ngân nga bạn bè quanh tôi đây khi vu ba lại thấy cô đơn mình thôi có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Wow, rồi chợt thấy nụ cười và trong ánh mắt và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Poppy, nào nhân chân lên vui ta cùng đón nắng mai. Oh, 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 cuốn yêu, này em ngoan nhé, mau mau lại bên đây. Cuốn yêu, đừng đi xa xa bên kia có mặt kìa. Cuốn yêu, người bạn bên tôi nên luôn chỉ có tôi thôi. Bước trong thế giới muôn màu. Lăng quăng trong sân chơi đùa trắng phim áo lo luôn luôn bên tôi áo im khi tôi buồn vui đôi chân thon thon cuốn yêu mang tên Poppy. Yeah yeah. Khi tôi 20 ngân nga bạn bè quanh tôi đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi có những ước muốn khát khao trong tim thế nào. Wow, rồi chợt thấy nụ cười và trong ánh mắt và rực sáng trong tim niềm tin ước mơ. Mặc quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Poppy, nào nhân chuyên lên vui ta cùng đón nắng mai. Cuốn yêu, này em ngoan nhé, mau mau lại đến đây. Cuốn yêu, đừng đi xa xa bên kia có mặt kìa. Cuốn yêu, người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Bước trong thế giới muôn màu. Hello, chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Poppy, nào nhanh chân lên vui ta cùng đón nắng mai. Hey hey hey. Cuốn yêu, này em ngoan nhé, mau mau lại đến đây. Cuốn yêu, đừng đi xa xa bên kia có má kìa. Cuốn yêu, người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Thế giới muôn màu chờ đón ta. Cảm ơn ca sĩ Lương Bích Hữu rất nhiều với ca khúc Cún Yêu ạ. Cảm ơn Long Chun, cảm ơn quý vị, cảm ơn các bé. Quý vị thân mến, quay trở lại với chương trình Gương mặt thân quen năm nay. Ngoài thang điểm từ 7 đến 12 mà các vị giám khảo sẽ trao cho các thí sinh, thì chúng tôi còn có một giải thưởng hóa trang xuất sắc nhất tuần để vinh danh tất cả những chuyên gia hóa trang đã đến với Gương mặt thân quen. Và người chiến thắng sẽ là người nhận được nhiều bình chọn nhất đến từ bộ ba ban giám khảo. Ngay bây giờ, Long Chun xin phép tuyên bố giải hóa trang xuất sắc nhất trong đêm nay. Giải thưởng này thuộc về... Nên đôi nào chuyên gia hóa trang. Phi Phi đến từ team Quốc Bảo và Sỹ Luân, xin mời. Xin mời nữ ca sĩ Lương Bích Hữu sẽ lên trao giải thưởng này cho chuyên gia hóa trang Phi Phi ạ. Anh Phi Phi thân mến, không biết là khi mà mình nhận được cái giải hóa trang xuất sắc nhất của số đầu tiên Gương Mặt Thân Quen 2022 thì cảm xúc của anh bây giờ như thế nào? Một từ ngắn gọn, vui. Đương nhiên là rất là vui, và hy vọng rằng qua mỗi tuần dưới cái bàn tay phù thủy đó, anh có thể làm cho các bạn thí sinh càng ngày càng đẹp và hóa trang thật là giống hơn nữa. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian mà quý vị mong chờ nhất, cũng như là khoảng thời gian mà các thí sinh của chúng tôi hồi hộp nhất. Đó chính là phần công bố điểm từ ban giám khảo. Và chắc chắn là ở trong tối đầu tiên của Gương Mặt Thân Quen 2022, các giám khảo sẽ rất là đau đầu để mà lựa chọn ra ai cũng xứng đáng với con số 12 và không ai xứng đáng với con số 7 cả. Nhưng mà Long Chun nghĩ rằng cái cách chấm điểm ngày hôm nay sẽ phụ thuộc vào góc nhìn của từng vị ban giám khảo. Và góc nhìn của Hòa Minzy thì sao ạ? Ngoài giọng hát giống ra thì đôi khi nó là một vài điểm đặc trưng nhất của nhân vật mà mọi người đang trình diễn trên sân khấu. Đó cũng là một cái yếu tố quan trọng để em chấm điểm sau đó mới đến một tiết mục hay. Số điểm của em ngày hôm nay như sau. Điểm 7 sẽ dành cho huấn luyện viên Quốc Bảo và bé Sỹ Luân. Số điểm 8, Trịnh Tú Trung và bé Bảo Ngọc. Số điểm thứ 9 của huấn luyện viên Kim Thành và bé Gia Như. Điểm 10, khó khó quá, dành cho huấn luyện viên Phượng Vũ và bé Khả Hân. Còn hai tiết mục cuối thực sự rất là đau đầu. Ok, điểm số 11 xin dành cho Thái Bình và Nam Phong, và 12 dành cho huấn luyện viên Phạm Lịch và Khánh Chi. Thực sự Long Chun cảm nhận được sự khó khăn của Hòa Minzy khi mà đưa ra cái kết quả như vậy, bởi vì những cái tiết mục ngày hôm nay thì đều rất là đồng đều và rất khó để chọn lựa. Vậy còn anh Đại Nghĩa không biết là với tiêu chí nào thì có thể nhận được con số điểm 12 từ anh? Đại Nghĩa thì cũng đã may mắn gắn bó với Gương Mặt Thân Quen từ mùa đầu tiên đến bây giờ, cho nên là cái tiêu chí để chấm điểm thì Nghĩa từ khi là một thí sinh cho đến là người dẫn chương trình và sau này là trong ban giám khảo thì đều thống nhất như nhau cả. Giống nhất nó phải là ưu tiên hàng đầu. Giống ở đây là giống về giọng hát, sau đó giống về biểu diễn, thần thái của nhân vật, và sau đó mới là những yếu tố phụ trợ khác để làm nên một tiết mục hoàn hảo. Dựa trên tiêu chí mà Đại Nghĩa vừa mới nói thì điểm số dành cho các cặp thí sinh ngày hôm nay như sau. Điểm 7 dành cho Quốc Bảo và Sỹ Luân. Điểm 8 Trịnh Tú Trung và Bảo Ngọc. Điểm 9 dành cho Phượng Vũ và Khả Hân. Điểm 10 dành cho một tiết mục mà có một cái độ hoàn chỉnh khá là tương đối tốt, cặp đôi Kim Thành Gia Như. Cân nhắc trước sau thì quy định dành số điểm 11 cho cặp Thái Bình Nam Phong và 12 dành cho Phạm Lịch Khánh Chi. Thưa quý vị thân mến, như vậy là ở thời điểm hiện tại thì team Phạm Lịch và bé Khánh Chi đang giữ số điểm cao nhất, và điều đó có thể thay đổi khi vị giám khảo cuối cùng của chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng. Áp lực áp lực cố cho lên, mình tự nhiên cái sự quyết định này tự nhiên lọt vô tay mình, tự nhiên thấy đang tim đập từ mình để công bố. Điểm số 7, một cái tiết mục mà đã có những cái trang phục thật là đẹp và vừa nãy có đạt được một cái giải hóa trang, đó là Quốc Bảo và Sỹ Luân. Tiếp theo là điểm số 8 của Trịnh Tú Trung và Bảo Ngọc. Điểm 9 thì Kim Thành và Gia Như. Số 10 bé Hương ơi, cho ôm cái đi. Thực sự Long Chun cảm thấy được cái sự khó xử của ca sĩ Lương Bích Hữu khi mà phải trao điểm cho các thí sinh của chúng tôi. Trời ơi, tự nhiên cái giao cái nhiệm vụ này cho mình tự nhiên muốn rơi nước mắt luôn vậy đó. Và thực sự là cái phần khó khăn nhất thì chúng ta đã đi qua rồi ạ. Và Mọi người đang rất mong chờ số điểm đến từ giám khảo Lương Bích Hữu ạ. Xin mời chị. Và cái điểm mà Hữu nói đến đó chính là về cái phần đánh giá cao về chất giọng nè, về cái thần thái. Phải nói là đầu tiên vừa bước ra thôi là Hữu la lên nói đẹp trai quá. Và cái cuối cùng là hầu như mọi người cũng biết đến rồi đúng không ạ? À? Đây Hữu đọc hầu như là xong hết rồi, chỉ còn một cái giải thưởng cuối cùng mà giống nhất trong buổi hôm nay, đó chính là Phạm Lịch và Khánh Chi, phần hát. Và điểm số 11 đương nhiên là sẽ thuộc về đội của Thái Bình và bé Nam Phong. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã có kết quả cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lên bảng để xem số điểm của các thí sinh tổng lại là bao nhiêu ạ. Sau đêm thi đầu tiên, Quốc Bảo, Sỹ Luân giành được 21 điểm. Trịnh Tú Trung, Bảo Ngọc giành được 24 điểm. Kim Thành, Gia Như 28 điểm. Phượng Vũ, Khả Hân 29 điểm. Thái Bình, Nam Phong 33 điểm. Và đứng vị trí nhất tuần ở tập đầu tiên là Phạm Lịch và Khánh Chi với điểm số 36 điểm. Xin chúc mừng. Sau bao nhiêu những cái sự nỗ lực này, sự tập luyện này, và ngày hôm nay khi mà nhận được cơn mưa lời khen từ các vị giám khảo như vậy thì cảm xúc của hai cô cháu hiện tại như thế nào ạ? Con cảm thấy rất là bất ngờ vì con không nghĩ là mình nhận được giải nhất tuần ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mà ai cũng mong chờ, đó chính là bấm nút chọn nhân vật cho tuần sau. Bé Sỹ Luân thân mến, mặc dù là ở trong tập đầu tiên này điểm số của chúng ta chưa cao, nhưng mà chú Long Chun tin rằng là ở những tập sau ấy, nếu mà con rơi được đúng vào những cái nhân vật nào mà con yêu thích ấy, đảm bảo là chúng ta sẽ phục thù được, đúng không? Đúng rồi. Con đang mong nhất là nhân vật nào? Con thích nam ạ. À, thích nam. Hy vọng là ngày hôm nay con sẽ bấm được một nhân vật nam nha. Và ngay bây giờ sẽ đến với phần nút bấm thân quen. 3, 2, 1, xin mời. Sao nè, cảm xúc sao nè con nè? Ôi, khó thế. Huấn luyện viên Quốc Bảo, anh thấy sao ạ? Thì đó, dạ, bé thích nam, bấm ra chị siêu black luôn. Tuyệt vời. Bây giờ là chuẩn bị là chúng mình là phải tập luyện dần đi ạ. Núi rừng, họa mi núi rừng, xin mời ạ. Cái con rồi chào mọi người nào. Cười cô siêu black nào. Rồi, xin chúc mừng. Con ơi, con sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mình bắt đầu luôn nhá, cho đỡ hồi hộp nhá. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, nhấn. Cho chú hỏi một tí là con có biết hai nhân vật này không? Dạ có, con coi từ lúc nhỏ xíu luôn. Điểm mạnh của chúng ta luôn đúng không? Chúng ta đã quá quen thuộc với nhân vật này rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần về tìm hiểu ra những cái đặc điểm nổi trội nhất và chúng ta tuần sau sẽ lên đây. Được không nào? Dạ được. Giờ xin cảm ơn ạ. Nào bây giờ Lisa bây giờ mong là mình sẽ được làm nhân vật nào, nữ hay nam nào? Dạ con mong là con được vào nhân vật nữ. Rồi chuẩn bị 3 2 1 Sơn Tùng MTP. Chú nghĩ rằng đây là một cái thử thách với con đó. Chúc con thành công. Yeah! Chú thấy dâu con là rơi từ đầu chương trình đến cuối chương trình vẫn cứ rơi liên tục con nha. Lần sau chúng ta phải tìm những cái băng keo nào nó chắc hơn nhá. Dạ, mặc dù là xài băng keo theo mặt hai mặt đó, nhưng mà nó bị sốc rồi. Nó bị sốc rồi đúng không? Thôi chúng ta cũng để cho nó sốc luôn cũng được, để chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vào một nhân vật mới. Chuẩn bị 3, 2, 1. Nữ ca sĩ Phương Thanh. Ủa? Con yên tâm, cô Phượng Vũ sẽ giúp con làm thế nào hóa thân thành cô Phương Thanh tuyệt vời nhất. Hai cô cháu cùng về nghiên cứu nha. Nam Phong ơi, chúng ta đã có một cái tuần đầu tiên vô cùng phải gọi là xuất sắc đúng không con? Và chú hy vọng rằng nhá, con sẽ tiếp tục tìm được cái nhân vật nào mà mình hóa thân được cháy như hôm nay con nhá. 3, 2, 1. Wow, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh. Trời ơi. Chú nhìn mà chú run dùm con luôn đó con. Rồi, chúc con may mắn, chúng ta cùng về vị trí nào. Chị Lệ Quyên hôm nay quá đẹp luôn. Không biết là tuần sau chúng ta sẽ gặp phải nhân vật gì đây. Chuẩn bị 3, 2, 1. Ami. Rồi, chúc mừng con. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lại ca khúc đã đạt giải nhất tuần trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời âm nhạc. Chiều quang sáng tỏ lẫn trời, một màu rực rỡ thôn tươi rừng già. Trên cát xanh lắm quả nhiều hoa. Thân quen đến đây xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau. Và quý vị ơi, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ thì chúc quý vị ngủ ngon. Đêm thứ hai với chủ đề Tình bạn của chúng ta. Sam là một fan của chương trình Gương Mặt Thân Quen. Mấy giờ rồi vậy cả? Anh taxi à? Anh taxi ơi. Ủa sao tùy các người là hai người khác nhau vậy? Cá mặt con đưa 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 đưa, cá mặt con đưa 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 đưa, cá mặt con. Đây là một đối thủ vô cùng nặng ký của các bạn khác trong chương trình nên cũng sẽ tuyệt đối dành cho các bạn luôn. Đáng để chúng ta xem và khen ngợi. Từ sau cái tập này được phát sóng á, là con em có một phần trình diễn khác để xem rồi đó.